chuyện riêng của tôi với anh ấy. Tôi giải quyết xong rồi. Anh Long ơi. Còn nếu anh muốn đòi lại công bằng cho bọn sắp cưới của mình thì anh cứ nghĩ cách đi. Tôi sẵn sàng. Em vẫn ghê gớm như thế nào nhỉ? Bình tĩnh đi. Anh vẫn còn quan tâm đến em mà. Cô Liễu gọi em không được nên nhờ anh đi tìm em. Anh ơi, mình đừng chia tay anh nhé. Dạ. Mọi việc kết thúc rồi mà.